Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Xin giới thiệu đây là máy phát sổ Siroba, máy Đài Loan chính hiệu, 100% Đài Loan nha. Máy chạy thì với tốc độ là chạy như tên lửa, chạy rất là êm. Một chiếc máy Siroba Đài Loan này là nó có thể chạy được 2-3-4 sát cái máy Trung Quốc. Mấy chiếc máy đời mới bây giờ như Zhat, Yoye hoặc là những nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng không có thể nào mà đồ tốt bằng cái máy này được. Máy này đồ của nó rất là cứng, đồ của nó cực kỳ cứng, chạy bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thấy rơ, dù kim dù móc cứng như đá, không xíu gì gọi là rơ. Máy chạy với tốc độ cứng, trụ kim cứng cực kỳ, không có rơ chút nào hết, chạy êm như chó thở. Ai có tiền thì mua dòng máy này về xài, nó rẻ hơn những chiếc máy bây giờ rất nhiều, nhưng mà chất lượng nó đem lại thì rất là tốt, chỉ ra rất đẹp. Đồ của Đài Loan thì chất lượng thì khỏi phải bàn cãi rồi, rất là tuyệt vời. Máy Trung Quốc bây giờ thì cũng không có chạy lại đâu. Thiếu, thử quay dùm con tại chạy xe. Sau này mà mình sẽ chạy vài đường, bây giờ một anh cameraman quay dùm coi. Chào camera mày. Thi ơi, đừng quay phim Thi ơi. Đừng có quay mặt ngay giờ. Bấm chưa? Rồi, đang quay mà. Sao mà để tiếng đổ chút chậm. Tốc độ phun chỉ, phun còn hơn là người phun nữa. Rất là ghê. Bỏ cái gì chưa nha. Chạy dài đường thôi. Phun rất là dữ. Rồi, ok. Sao anh thấy, sao anh hiếu, anh thấy đừng hiếu. Tôi sống hơn 30 năm rồi mà tôi chưa thấy trường hợp như thế này. Quá mạnh, đeo giày thoải mái. Thấy tao đang bạn không? Wow, quá tốc độ quá là tuyệt vời. Đây là hàng Siroba Đài Loan nhập từ hàng tàu về. Hàng Đài Loan Siroba chính hiệu 100%. Không phải nhá vậy. Không thấy đứt chỉ, một ngày cũng không thấy đứt chỉ, chỉ sợ hết chỉ thôi, không bao giờ thấy đứt chỉ. Cao số rồi, cao số rồi. Quay xa nhiều. Quá tuyệt vời. Khoảng 30 năm rồi chưa từng thấy cái tình trạng này, tình trạng nào chạy không thấy đứt chỉ. Hiếu cảm thấy máy thế nào ấy, chạy mạnh không? Ok. Ok không? Rồi, quay tốt tí nên bò cho. Quá tuyệt vời. Wow. Chỉ phun như rồng ngậm ngọc phun lửa nghe anh em. Tuyệt vời.